bệnh dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại Trung Quốc, Việt Nam, Mông Cổ, Campuchia. Gần đây đã lan sang tận Triều Tiên. Người Hàn Quốc rất lo lắng dịch bệnh sẽ xâm nhập vào nước mình. Tuy nhiên, hiện tại bệnh dịch tả lợn châu Phi lại chưa có thuốc chữa trị hay phòng bệnh, nên việc phòng dịch và dự phòng là giải pháp tối ưu nhất. Do đó, từ ngày 1 tháng 6 năm nay, Ban Kiểm dịch Nông lâm Súc sản tiến hành xử phạt tiền tối đa đến 10 triệu won đối với trường hợp không khai báo vật phẩm kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật mang theo. Trường hợp không khai báo thịt lợn và thực phẩm liên quan mang theo từ quốc gia phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi thì số tiền phạt sẽ tăng theo số lần vi phạm. Người nước ngoài khi không nộp tiền phạt có thể sẽ gặp bất lợi như không được nhập cảnh hay hạn chế cư trú. Hơn nữa, khi nhập cảnh, các loại thịt hay thực phẩm gia công từ thịt như giò chả, xúc xích, thịt khô đều bị hạn chế mang theo. Trường hợp bất khả kháng buộc phải mang theo thì đánh dấu vào tờ khai thực phẩm mang theo dành cho hành khách và hãy khai báo với ban kiểm dịch tại sân bay hoặc hải cảng. Và cuối cùng, quý bạn làm việc tại trang trại chăn nuôi không được vào trang trại hoặc ra vào chợ mua bán gia súc trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Hàn Quốc. Các bạn chính là nhà kiểm dịch làm nên Đại Hàn Dân Quốc xanh sạch đẹp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin dành cho người Việt Nam di trú tại Hàn Quốc. Để giảm bớt gánh nặng cho thanh niên đang gặp khó khăn vì nạn thiếu việc làm, Sở Thuế Hàn Quốc đang tiến hành giảm tiền thuế thu nhập cho thanh niên. Người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp tại Hàn Quốc cũng được giảm tối đa đến 90% thuế thu nhập. Giảm thuế thu nhập thanh niên là chương trình dành cho người lao động đang trong độ tuổi từ 15 đến 34 làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo điều 2 luật doanh nghiệp cơ bản. Nếu là thanh niên đã làm việc tại doanh nghiệp đầu tiên từ năm 2012 đến 2018 thì đều được đăng ký xin giảm thuế thu nhập. Tuy nhiên, dù là doanh nghiệp vừa và nhỏ mà làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, tài chính, bảo hiểm, nghệ thuật thể thao, giải trí, giáo dục hoặc dịch vụ tư nhân thì đều là đối tượng không được áp dụng xin miễn giảm thuế thu nhập. Người xin miễn giảm thuế thu nhập sẽ được giảm tỷ lệ thuế thu nhập phát sinh từ ngày đi làm đến tháng làm việc được tròn 5 năm. Tỷ lệ thuế miễn giảm được sửa đổi và người lao động đi làm trước năm 2018 như trường hợp đi làm sau năm 2018 thì được giảm đến 90% mỗi năm và có thể nhận tối đa là 1 triệu 500 nghìn won. Trường hợp người đi làm trước năm 2018 thì thuế thu nhập miễn giảm tính đến năm 2017 được áp dụng theo luật thuế trước sửa đổi và từ năm 2018 trở đi được áp dụng theo luật thuế sửa đổi. Người lao động đi làm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ xin miễn giảm thuế bằng cách vào trang giao diện điện tử của Sở Thuế hoặc trang truyền hình người di trú mntv.net, tải đơn xin miễn giảm thuế thu nhập về, điền vào đơn rồi nộp cho doanh nghiệp và thời hạn nộp đến cuối tháng sau. Sau khi doanh nghiệp tiếp nhận đơn xin miễn giảm thuế thu nhập của người lao động, họ sẽ kiểm tra và viết vào tờ khai đối tượng miễn giảm thuế thu nhập người làm việc doanh nghiệp vừa và nhỏ và nộp lên Sở Thuế địa phương là được. Hiện tại, nếu bạn là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì hãy hỏi chủ tuyển dụng xin làm thủ tục miễn giảm thuế thu nhập cho mình. Đài truyền hình người nước ngoài MNTV đã thực hiện các băng hình và tin tức sự việc sự kiện liên quan đến người nước ngoài. Bạn quan tâm muốn gửi tin và video, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua email hoặc điện thoại.